À, con sống tự lập từ năm lớp 6 cho tới bây giờ luôn. Vậy là khỏe, nấu cơm nước cho vợ được không? Dạ được, con sống tự lập, chuyện cơm nước con về con có thể làm luôn. Con có yêu thích diễn viên nào không? Anh Diên Tuấn Kiệt với anh Trung Phạm. Còn hơn luôn chú, còn hơn luôn chú. Chú phái con rồi đấy Dương. Con có thể làm hậu phương vững chắc, bán tranh cho vợ làm diễn viên được không? Dạ được chú, dạ con dễ lắm. À, ăn thua gì do bạn nữ thôi. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Đây, mời em trai. Dạ, con chào chú Hoàng Linh và chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và khán giả dưới trường quay. Chào nhà trai. Em tên là Phan Hòa Dương, sinh năm 97. Em đến từ Long An. Quyền nào Dương? Dạ Thành Hóa chú. Làm gì là Dương? Dạ con ở dưới quê con trồng chanh, trồng nguyên tràm luôn. Trồng chanh nhiều không Dương? Cũng 4 mẫu mấy. 4 mẫu mấy chanh, trời ăn chừng nào mới hết trời. Rồi trồng nhiêu tràm nữa Dương? Nói theo kiểu mà khiêm tốn là chắc cũng 6-7 mẫu. Úi là trời. Trời ơi, flexing. Nói chung là nhà nó không có nhiều, có khoảng chừng chắc hơn chục mẫu thôi. Nhà tao tôi không có khá giả gì, bình thường thôi. Có hơn 10 mẫu đất được chưa? Rồi nghe rồi. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu nè. Em tên là Quỳnh Thị Hồng Vân. Em hay 1001 phụ bà chị bán shop quần áo. Và hiện tại là em đang học diễn viên, đang ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Ở với ai? Dạ em ở với một người chị. Quê em ở đâu? Dạ em ở tỉnh Bến Tre. Bây giờ con diễn được vai gì chưa? Đa số là con diễn với mẹ không à. Với mẹ hả? Dạ. Chút mở rào ra con diễn với mẹ giùm chú nha. Dạ. Bên đây có thằng đóng vai con. Bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi Dương. Con không có hút thuốc. Con sống tự lập từ năm lớp 6 cho tới bây giờ luôn. Ở một mình á, cha mẹ đi làm lúc xưa. Rồi anh chị đi học, con ở nhà một mình. Mình tất cả công việc nhà mình làm được hết? Dạ được hết. Vậy là khỏe, nấu cơm nước cho vợ được không? Dạ được, con sống tự lập, chuyện cơm nước con về con có thể làm luôn. Được chưa? Quá được ạ. Thôi, nhà trai tôi giỏi từ đầu tới cuối luôn á. Mà không nghe cái khuyết điểm nào hết luôn ạ. Khuyết điểm ta trồng chanh không, khuyết điểm gì? Còn khuyết điểm thì con ngại trước đám đông vậy thôi. Không, con vậy là được rồi đó con. Dạ, nếu con hơi rung. Rồi mà nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng với lắng nghe mọi người. Rồi còn khuyết điểm của em là em thức khuya chứ không một xíu nóng tính. Đường tình duyên từ lúc Bến Tre lên Sài Gòn đó làm sao? Dạ, hồi trước thì con cũng có thích một bạn trai. Chỉ có như tìm hiểu thôi chứ chưa có quen. Bạn ở Bến Tre con thì anh Phố mất liên lạc với nhau luôn. Con một mối với một vậy thôi đó hả? Dạ. Nói chung là tìm hiểu thì chưa có gì hết hả? Dạ chưa. Bây giờ nhà trai sao? Nhà tình duyên nhà trai sao nè? Tình duyên của con nói một từ hay là lận đận với lại nó vòng vo lắm chú. Trời ơi. Có cái chị kia chỉ xem chỉ tay con, chỉ nói là con năm nay 37 tuổi mới có gia đình. Giờ con nhiêu rồi? À, bên đây nghe con 20, 27 là 10 năm nữa. Hai con bói xa quá vậy, coi gì 10 năm nữa vậy đó hả? Dạ là vậy con là... đăng ký chương trình là trước 2 tháng đó con. Thấy lâu quá con mới đi coi thử. Coi thử thôi? Dạ coi thử. Coi chương trình bà mối hò đúng hay là bà bói đúng? Dạ con muốn thử, nói chung là muốn phá thử cái lời câu bói của đó lời nguyền. Mai mốt bà bói gặp tôi với Ngọc Lan. Chắc bà bói xài chú với chị Lan thôi. Kêu bói giùm tôi, chừng nào tôi hết ế. Nói thì thôi chứ nó cũng tùy theo cái tình cảm tụi con nó đủ lớn hay không là tụi con cưới nhau liền à. Dạ. Sao lận đận sao, nói chị Lan nghe coi. Trước giờ là cấp 3 là em quen một mối tình rồi. Chia tay nè cũng 6 năm, bạn đó giờ có gia đình. Cũng có tìm hiểu được mấy bạn mà một người đã có chồng rồi. Xong rồi cái nhắn tin tìm hiểu cái mình rủ đi chơi. Tự nhiên đột ngột cái em thấy bạn đó đăng story trên Facebook á. Cái người ta hỏi em chồng em đâu. Cái bạn đó nói chồng em đi làm rồi. Thôi vậy thôi chứ em cũng không gơ rồi. Dạ đúng rồi. Bạn kia thì có bạn trai xong chia tay. Cái mình nhắn tin mình làm quen. Cái tự nhiên cái quay lại với người yêu cũ luôn. Trời ơi trời. Cuộc đời còn là bị tráp không? Cuộc đời những người trồng chanh, tình yêu họ cũng chua như trái chanh vậy đó. Dạ đúng rồi chú, chua lắm. Thôi kỳ này ráng bỏ đường vô thành nước chanh con á. Dạ. Giờ sao em mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè để chị Lan tìm hiểu coi. Em cao 1m72 thì bạn đó thấp hơn em được rồi. Hiền, ngoan, nói chung là làm được công việc nhà, nấu cơm rồi đó. Nhiều khi con vô con phụ làm phụ thì được. Được đúng không? Con thích lấy vợ diễn viên không? Thì cái này duyên số trời cho làm sao. Nói cho con có mến mộ diễn viên không?
Hồi xưa thì con đi học con cũng hay đi diễn kịch trong trường nữa. Có diễn luôn hả? Dạ có diễn. Trời ơi, chú đóng vai con luôn. Mở rào rồi đóng vai con giùm tôi đó nha. Mà bỏ nghề lâu quá. Kệ nó, mình cứ là con kêu gì dạ đó thôi, bên kia đóng vai mẹ. Dạ, chắc lát gió đường sao con đẩy vậy quá. Được. Chung là mẫu người của con như chị Ngọc Lan với cô Cẩm Ly. À, Ngọc Lan, Cẩm Ly ha. Thì mình thích vậy thôi chứ. Dễ thương ha. Dạ. Con không thích gì người phụ nữ. Người phụ nữ thì dối trá, không trung thật. Nghe người phụ nữ dối trá sao nghe nặng. Sao đau lòng quá. À. Nghe thằng này nó gian truân dễ sợ. Đúng luôn. Không phải tại vì con quen với hai bạn thì kia đó. Bạn con bị trá hoài luôn. Ừ. Thôi được dạ rồi. Dạ mời. Để tôi qua tôi coi nhà gái kỹ lại coi. Con muốn một mẫu hình lý tưởng sao? Dạ, cao khoảng 1m7. Cũng hơi sáng sủa xíu. Đừng có mập quá. Cũng vừa vừa thôi, đừng mập. Đừng nói chữ mập. Đừng nói chữ mập đụng chạm nhiều người con. Nó mấp mít thôi. Con cũng có, chú thấy cũng có chiều hướng rồi đó. Thấy cầm cái đó là thấy biết rồi đó. Có chiều hướng rồi đó. Thấy không? Dạ. Hút thuốc hay nhậu thì con không nói, nhưng mà đừng có mà nhuộm đầu, con không thích con trai nhuộm đầu. Con làm nghệ sĩ mà không thích con trai nhuộm đầu. Nó kỳ lắm. Con có yêu thích diễn viên nào không? Anh Vinh Tuấn Kiệt với anh Trung Phạm. Còn hơn luôn chú, còn hơn luôn chú. Hơn luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Chú phải con rồi đấy Dương. Mình phải tự tin vậy chứ. Trời đất ơi. Nè, vừa làm diễn viên vừa trồng chanh được không? Dạ được. Tại vì hồi đó nhà con cũng có trồng á. Ừ. Cũng như là trồng sắn rồi lúa. Rồi mai mốt làm diễn viên lên sân khấu, người ta nói cô này cô đi bán chanh trồng chanh rồi có sao không? Dạ không, bình thường à. Con phụ chồng con thì nói chuyện bình thường thôi. Rồi. Hợp lý, giỏi. Giỏi. Như tôi thì vừa làm diễn viên vừa bán mỹ phẩm nè. Bán hoài, like hoài luôn. Sao đâu. Vô like cũng chết luôn vậy đó. Con đi với ai nè gái? Dạ con đi với anh chị bà con ấy. À anh chị bà con. Rồi chào đại diện nhà gái ạ. Kính thưa chú Huyền Linh, chị Lan. Cá nhân con thấy thì bạn trai bên đây lịch sự, dễ mến, thật thà. Còn vấn đề mà nghề nghiệp khác nhau thì đó là một cái điều tốt thôi. Nó bổ trợ cho nhau trong cuộc sống. Nha Vân, nó sẽ làm cuộc sống của em sôi động mà lại đầy màu sắc. Được ha. Cảm ơn chị. Okay. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em. Dạ, con chào chú Linh với lại chị Lan. Dạ. Khán giả. Rồi sao nhà trai thấy cô gái của chúng tôi như thế nào nè? Dạ, thấy dễ thương, cũng hiền. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con. Mở rào ra, mở rào đầu diễn liền nha. Mở rào. Tôi là đạo diễn, khi nào tôi nói diễn là bắt đầu diễn nha. Thử coi. Nhớ hoàn cảnh quy định nha. Mời đạo diễn. Chuẩn bị tâm lý. Action. Đứng lên. Mẹ. Mẹ. Trời ơi, diễn mà cười không mà chết rồi. Mẹ, nay con đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ cho con đi tham gia nha mẹ. Không. Không. Sao kỳ mẹ? Bây giờ con lớn rồi, con muốn lên chương trình, con kiếm người yêu về làm con dâu cho mẹ. Thôi, mày quen ai mày cũng chia tay hết. Có công cưới về rồi, tốn cơm tốn gạo, vàng dòng của tao chứ không gì. Ủa, con làm hồi đó giờ với mẹ rồi, con cũng có để dành được rồi. Mày làm được nhiêu rồi? Chắc cũng được kha khá mẹ. Kha khá là nhiêu? 15 mẹ. 15 chỉ hay là 15 cây? Này 15 cây á. Dữ vậy sao? Giờ thôi, giờ mẹ cho con đi đăng ký nha. Tao nói không là không. Thôi vậy. Thôi mày cưới con Lại kế bên đi, tao gả cho. Thôi, con Lại là con của bà Năm mà. Sánh trên nhỏ đó là nó có bồ rồi. Mẹ. Cái bồ nó đâu có đẹp trai bằng mày đâu. Không có được, tao nói không được là không được. Thôi vậy giờ con ở giá cho mẹ coi. Thôi, cũng được con. Chừng nào con đi tham gia. Ngày mai con lên. Mẹ làm sao mẹ bỏ con được? Không lẽ mẹ giờ mẹ để con ở mình vậy thì mốt ai chăm lo cho mẹ về già? Ông hàng xóm kế bên. Ông hàng xóm kế bên. Hả mẹ? Rồi. Được rồi đó. Quá giờ bà mẹ rồi. Thôi tặng quà đi. Được đó, hai đứa là con năng khiếu đó. Nay đến chương trình anh không có gì hết. Nhà anh trồng chanh thì này có món quà vô giá. Một hộp quà nhưng mà có hai phần quà trong. Thì mong em nhận giùm anh nha. Cảm ơn anh. Hai phần quà gì nè, mày mở ra nè cho người ta xem. Tự nhiên tưởng không, một hộp quà từ có hai trái chanh đó. Trời ơi. Gì vậy? Chanh không hả? Dạ cái này là cây son. Mà mua từ lúc đăng ký chương trình mà chưa phỏng vấn luôn á. Là đăng ký xong là mua liền luôn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này là em học từ bà chị của em. Anh cảm ơn em. Cảm ơn, hút vô uống thử một cái coi tay nghề bạn gái làm sao. Uống thiệt luôn hả chị? Chứ không lẽ uống giả.
Thôi vậy con xin phép chú với khán giả với chị Lan này ha. Tại vì hồi xưa con cũng thích uống trà sữa. Lúc xưa con cũng nay con quyết tâm con xuống. Từ hôm Tết tới giờ con xuống được 12kg. Nay chắc có em thì con chắc lại tăng cân nữa. Thầy con, hai đứa nó cũng khí thế vậy được á. Bỏ thuốc đá nhà nên chạy nó xa, nó hơi lạc nhanh. Nó có máy điều hòa nó lạnh rồi em. Sao thấy tay nghề của em được không? Là được, trân châu diễu. Ok. Nhưng mà trà sữa nó hơi nhạt. Nãy ta giải thích rồi, ta rõ nước đá từ nhà ta chạy lên đây nước đá nó tan. Nhạc để dắt chanh vô. Để về em lát em bỏ đường vô thêm. Rồi, hai đứa nó trò chuyện đi nào. Ở nhà em có mấy anh em? Ba mẹ của mình em à. Vậy là em con một á hả? Là như là em về lập dâu rồi làm sao, còn ba mẹ em sao? Lên xuống chứ, tại vì mẹ em, ba mẹ em cũng nay cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Nên là không có bỏ ba mẹ được. Con cái thì mình về mình thăm được. Mà em biết nấu cơm không? Biết làm đồ ăn không? Biết chứ anh. Nói chung là món nào nấu cũng được. Chỉ có lẩu là em mới tập nấu à. Lẩu anh nấu được. Kiểu như em cũng học bên diễn viên á, thì cũng có gia chạm rồi. Ví dụ như sau này mình tiến xa thì anh có kiểu như có hiểu có cho em không? Không sao, cái này nói chung là cái nghề của mình mà. Nói chung là nghề mình biết tiết chế lại, mình biết cái nào mối quan hệ rạch rồi được. Bạn nhau bao lâu thì hai đứa sẽ dự định kết hôn? Thì nói chung là ba mẹ em cũng hối, em cũng muốn cho công việc của em nó ổn định á. Ừ. Là tầm khoảng chừng 2 năm hoặc 3 năm nữa thì em biết suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Thì nhà anh cũng hối nè, nói chung là thời gian mà mình tìm hiểu được á thì nhanh nhất là 6 tháng đến 1 năm. Ừ. Còn thí dụ mà công việc không có ổn định á thì anh có thể lo cho em. Ví dụ giờ mình làm nhanh về mở shop quần áo hay là mở shop đồ buôn bán, cái đó anh lo được. Được không? Được, nhưng mà kiểu con cũng mê với... Mê diễn viên đúng không? Dạ, đúng. Đó, dạ. Con có thể làm hậu phương vững chắc, bán chanh cho vợ làm diễn viên được không? Dạ được chú. Đó, quá được luôn. Này cái gì cũng được hết trơn luôn á. Dạ con dễ lắm. À. Ăn thua gì do bạn nữ thôi. Có thể là bán chanh cả cuộc đời để vợ đứng trên sân khấu làm ông hoàng bà chúa không? Không lẽ vợ bỏ con hoài luôn chú? cái nè chị nói nha, cái công việc của một người nghệ sĩ á, họ phải đánh đổi cái thời gian với gia đình đó. Dạ. Đó là lý do vì sao mà chú Linh hỏi em như vậy. Em phải chuẩn bị trước một cái tinh thần là cô ấy sẽ, tại càng ngày sẽ càng phát triển nhiều hơn, sẽ càng ngày sẽ càng nổi tiếng, thì cái thời gian dành cho công việc nó nhiều hơn. Ví dụ như chị và chú Linh làm từ 6 giờ sáng là có mặt ở đây rồi. Hôm nay là quay là cũng phải 11, 12 giờ đêm mới về tới. Em không có quan trọng gì cái thời gian, nói chung là công việc thì con thấu hiểu. Quan trọng là do bạn có chấp nhận cái nghề của con nữa hay không thôi. Liệu sau này con nổi tiếng con có bỏ chàng bán chanh nuôi con ăn học? Con sợ vậy đó, một khi mà một bước huy hoàng cái là quay. Đúng rồi, nhiều khi mai mốt con làm ngôi sao nổi tiếng, đi cạnh anh chàng bán chanh thấy nó chua, nó chua anh chàng chua quá. Dạ con thì con không có quan trọng với vấn đề đó. Ừ. Con cái quan trọng của con là hai đứa hiểu nhau với thông cảm cái công việc của con, cho con một cái bờ vai để con tựa vào. Rồi sóng gió cuộc đời thì con có thể dựa vào chàng trai này, bởi vì thấy đây là một con người rất là có tâm luôn á, cũng rất là bản lĩnh mới nói được những cái điều đó đó con. Dạ. Ừ. Mà con nếu mà sau này nổi tiếng cũng đừng quên chàng bán chanh nha con. Dạ. Mà nói vậy thôi chứ người ta bán là người ta bán tấn, chứ người ta đâu có bán ký đâu. Đâu có ngồi cân ký đâu. Dạ. Ôi, chưa thấy được á, Dương này được lắm luôn á, đứng lên nào. Nào lại đây. Đấy, đây là giây phút mà hai đứa chạm nhau về cảm xúc. Hai đứa nhìn thẳng nhau, đừng nhìn đâu hết. Bây giờ mình cảm nhận xem cái người đối diện nãy giờ mình nói chuyện đó, mình thấy thế nào Dương? Tuy anh không đẹp trai đủ để làm em say nắng, nhưng mà anh có thể mang lại ánh nắng để sưởi ấm trái tim em. Trong mặt luôn. Hiểu liền. Em thì em sẽ, nếu như mà anh dành cái tình cảm đó cho em thì em cũng sẽ dành cái thời gian để ở bên anh. Vậy thôi, giờ mình cho nhau một cơ hội mình tìm hiểu ha. Giờ em muốn đi đâu thì anh sẽ chở em đi đó. Trong đường, trong thành phố anh rất là rành, hai ta không thể nào mà lạc mất nhau, vì anh là bản đồ Google Maps của lòng em. Trời ơi, nội ơi, chưa thấy nào bán chanh mà nói ngọt vậy. Hai đứa tôi thấy rất là hợp với nhau ha. Rồi hy vọng rằng tụi con sẽ bấm nút để kết cái mối lương duyên này lại với nhau nha. Dạ. Yeah. Ok, trở về vị trí. Chuẩn bị. Một, hai.
3. Ở đây Dương bấm ngay từ đầu luôn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Không thể thiếu một nụ hôn. Cho xin phép nhà gái cho con hôn em cái. Nãy giờ nói được mà hôn thế không có được. Nói rất là có tâm, hôn chưa có tâm lắm. Thì nào giờ mới hôn mấy chú. Còn e thẹn. Nào giờ chưa hôn hả? Dạ. Giờ hôn cái coi. Hôn cho nó chua chát chút cái coi. Mạnh lên. Đó. Rồi hít cái rột. Hay sao Dương? Dạ thơm. Thơm hả? Tại vì ông hôn xong ông e thẹn còn hơn gái nữa trời. Rồi, hãy chăm sóc cái mối tình này. Gọi là càng thăng hoa càng tốt nha hai đứa. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bạn nữ, bạn hãy giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thủy Tiên. Em năm nay 29 tuổi. Và em quê ở Bạc Liêu. Đang làm việc ở thành phố Cần Thơ. Và em làm nhân viên văn phòng. Và có đi dạy Anh Văn ở các trung tâm. Em làm ở trường Cao đẳng Cần Thơ. À, là từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu là em là Huỳnh Nhân Nghĩa. Quê ở Cà Mau nhưng làm việc ở tại tỉnh Bạc Liêu. Ủa gì kìa? Chỗ làm việc của em là Sở Học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. Người Bạc Liêu thì làm việc Cần Thơ. Người Cà Mau xuống Bạc Liêu làm việc. Giờ hai người hẹn hò thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai cũng sáng sủa sạch sẽ. Tại sao lại ế? Cái quan niệm của em á anh Linh, cái người đàn ông là phải lớn tuổi phải chỉnh chạc mới có vợ, mà em thấy em lớn rồi em thấy em éo luôn. Nếu mà vừa ý thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Em thì tuổi cũng lập gia đình được rồi, em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì thời gian không quan trọng, có thể 3 đến 6 tháng hay thế nào đó. 3 đến 6 tháng nếu mà thấy hợp á. 3 đến 6 tháng bạn chuẩn bị kịp không bạn Nam? Được chị Cát Tường ơi. Rồi ok. Anh chuẩn bị được gì rồi anh? Chuẩn bị về tinh thần là cái thứ nhất, cái thứ hai là kinh phí rồi sẽ chuẩn bị đám cưới. Giờ lấy nhau về ở Bạc Liêu hả? Ở Cà Mau. Cái môi trường ở đâu thì mình thích hợp thì mình sống ở đó. Nên cái đó mình sắp xếp sao anh? Ý em thì muốn lập nghiệp ở Cần Thơ. Về quê hương thì chắc cũng không thành vấn đề ạ. Nhưng bây giờ hẹn hò sao ta? Bao lâu mình gặp nhau được lần bạn? Thì một tuần em lên lần. Coi như mình hết cái chuyện hành chính của mình rồi mình lên. Rồi vậy được rồi. Rồi hợp lý. Bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Làm việc rồi rất là nhiệt tình, vui vẻ, biết nấu ăn, thích trang hoàng, trang trí nhà cửa. Là một người phụ nữ của gia đình. Rồi. Dạ. Điểm yếu của em thì là em hơi dễ giận, năn nỉ. Nhưng mà nếu mà chân thật, thật tình với em thì là có thể là em không có để bụng. Rồi. Bạn trai. Điểm mạnh của em là rất là năng động, có chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em là em hơi nóng tính chút xíu. Tự nhiên nói tới cái điểm yếu, cái nó nhỏ xuống à. Bây giờ bạn nữ muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Là một người bản lĩnh, chững chạc, chín chắn, tâm lý. Rồi biết chia sẻ, yêu thương, chăm sóc gia đình. Phải cao nữa chị. Cao bao nhiêu? 1m7. Bạn trai cao bao nhiêu vậy? Em 1m73 chị Cát Tường ơi. Bo cho em thêm 3 phần. Bạn nhắm bạn đạt được bao nhiêu phần trăm? Đạt hết á, anh thấy này đạt hết á. Đạt hết, có nổ quá rồi. Không có nổ, trời ơi còn hơn nữa. Rồi điểm gì bạn không thích ở người bạn nam, bạn trai? Nói nhiều, nổ quá chị. Rồi xong. Nổ là sao? Nói về bản thân mình mà nói lố. Lố à. Đôi khi người ta cũng phải khoa trương tí xíu chứ. Tôi coi nhìn cái tôi biết có nổ hay không liền à. Trời ơi. Chị Cát Tường đẹp quá. Cái này là dép hay dài? Cái này vừa dài mà vừa dép luôn chị. Tại vì mang cái này cho nó cái gót cho nó thoáng chút khi mưa. Rồi hồi nãy bạn nói là bạn chuẩn bị hết trơn hết trọi luôn. Kinh phí có sẵn là có được bao nhiêu? Cả 100 mấy triệu. Được ha. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái thôi tính nói cho mượn tiền kỳ quá. Cho mượn em thì em cũng cho mượn luôn. Dạ dạ em cho mượn liền cũng được. Rồi làm quá tôi sợ không? Ông làm quá. Rồi thiệt luôn kìa. Nghe công tử Bạc Liêu chưa? Trời ơi, dạ. Có tiền nhiều lắm á. Trời ơi, dữ. Nói sao có sao nói vậy chứ mình không hề nổ phải không? Dạ, mình em không có nổ. Bạn gái rất hay giận. Vậy ví dụ bây giờ bạn gái giận em năn nỉ như thế nào? Em có cái chiêu của em. Chiêu gì? Nói gì cho một chút cười hơi tiếu tiếu chút vậy đó. Cái em nói thôi vậy đi ăn với anh hoặc là đi siêu thị hoặc là mua quà. Thôi cái vế sau là được rồi đó. Còn cái nữa mà chưa biết nữa. Bạn gái mà giận á hả? Cho bạn gái. Hát cho bạn gái. Rồi bây giờ giả tỷ bạn gái đang giận hát thử rồi. Như chim phiêu bạc phương trời, mai anh về ghé xuân cổ đô. Đăng trời ngợi lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào tươi.
nắng xuân là đà rụng trên bờ dài mái tóc dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên vô. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mướn đó đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Đó giờ tôi mới thấy cái giọng cay ngọt ngào, giọng cổ lên chương trình Mà Muốn Hẹn Hò đó. Dạ, em cảm ơn chị. Được cực, hay không, hay không? Rồi đến qua anh coi coi tình hình đàn gái sao ha. Ồ, chào em. Dạ. Nãy nghe ảnh hát cải lương có xào xuyến có gì không? Dạ có anh. Có biết cải lương không? Dạ biết. Lên câu giọng cổ cho anh nghe anh giật mình cái coi. Bạn nam song ca với em được không ạ? Song ca để hồi đi. Hát bài gì vậy? Bài gì, bài gì? Em hát bài Chợ Mới. Dạ. Em thuộc Chợ Mới không? Em đáp ứng luôn. Rồi. Rồi, trời ơi, xuất sắc luôn. Thôi vậy ổn rồi đó. Rồi. Em có đi với người thân không? Cũng được. Rồi em đi với ai? Em quan trọng em nhìn thôi. Út ơi, Út, Út thấy sao Út? Thì Út thấy bạn nam ở đây cũng được, cũng vui vẻ, sáng sủa. Còn chọn hay không thì còn tùy vào cảm xúc của con. Mà Út thấy thì Út ok. Út là chịu rồi đó. Rồi em đi với ai em trai? Em đi với người chị của em. Rồi. Em gái bên đây thì cũng được, cũng sáng sủa. Thì theo gia đình á, kiếm được dâu là chung thủy. Dạ. Với lâu dài, tại vì đứa nào cũng lớn tuổi hết rồi. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn. Hai bên nó gặp nhau vừa mở màn lên là lên coi vòng cổ liền nha. Đừng nói lối, vô cái vòng cổ liền ha. Em quên cái chữ đầu rồi. Trời ơi. Em nhắc chữ đầu rồi em gái. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi. Nào, kéo màn. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm có tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên ba cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giam hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Khi có lệnh tổng quân, sao anh không cho em biết? Anh chỉ sợ cái tiếng lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ sợ buồn cho người đi kẻ ở. Hai người về nước kẹt quá, lập đoàn cải lương đi hát. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, hình dáng thì cũng mảnh mai, cười có duyên, mặt có hậu. Nãy giờ tôi ngồi bảo là tôi chưa nhìn ra, mà nhìn cái ra liền vậy đó. Quan trọng là tại vì em biết nhìn người lắm. Dạ, cái tướng đi và mặt mày sao em nhìn lắm. Rồi bạn đứng lên, bạn đứng lên vòng. Hồi đó giờ toàn bạn trai đứng, bạn gái coi, bên đây mình ngược lại rồi. Coi tướng hả chị? Không, rồi, sao tướng rất là tốt chị. Mẹ mấy đứa? Mẹ hai đứa. Mẹ hai đứa hả? Em vòng giùm tướng chị còn đẻ được đứa nào nữa không? Còn chị, còn cả một đứa nữa. Vậy cảm ơn em nha. Rồi anh có, em có nhận xét gì anh đó? Dạ, ấn tượng ban đầu là có cảm mến. Có cảm xúc không? Dạ. Anh cũng ấn tượng ban đầu đối với em như vậy. Dạ. Anh có vợ thì tiền ai giữ anh? Tất nhiên là tiền cho vợ, vợ phải dạ. Giữ. Có một chút gì để giao lưu với bạn bè. Dạ. Để cho anh. Bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như 10 thì em 7 anh 3 thôi. Theo như chị đó giờ chị tư vấn cho mấy bạn nữ là 82. Tại vì á, em chỉ có đi giao thiệp, còn nữ người ta lo hết mọi thứ rồi. Dạ, đi dành đúng nào, ốm đau bệnh hoạn nhà nữa. 82 triệu, trời, nó lại 64 thôi em, phải trả giá cho phải. Nhưng mà 82 là hợp lý, nhưng mà có 10 ngàn chút xíu cũng không có sao. Tiền bạc bạn vợ giữ đúng không? Rồi con ai giữ? Em giữ. Thôi đừng có nổ nha. Dạ thì con em giữ, chứ em không lẽ để cho anh Linh giữ. Lành quá. Mình lanh nhưng mà mình lanh phải đúng, chứ mình lanh sai là cái đó người ta bẻ ba lanh chanh.
lách chách cái kiểu đúng như rồi. Là lanh này là lanh lợi. Dạ đúng rồi. Thường thì ở nhà khi mà anh lập gia đình thì anh có chia sẻ những công việc gì với vợ không? Có, anh là đa nghệ thuật, nấu ăn rất là ngon. Cái tính anh rất là kỹ lưỡng. Từ công việc cho đến sinh hoạt, gia đình đầu này nọ phải kỹ lưỡng. Quần áo đâu đó phải thẳng băng cho anh. Vậy là ông gọi là đa nghệ thuật. Anh đi lên làm gì? Em đi xe. Rồi chúc về dưới luôn hả? Dạ. Mời dì với em là đi về chung với anh được không? Dì em á. Dì ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dì mừng con mừng hơn. Vậy là em về phòng mình. Dạ em về. Vậy xin dì đi. Vì bữa nay chương trình bạn muốn hẹn hò thì nói chung được gặp dì, con xin phép là cho em ở đây về chung với con rồi tới Cần Thơ rồi cho em xuống. Tới Cần Thơ là cho em xuống. Dì quê ở Cần Thơ mà anh nên. Thôi tự nhiên chở Cần Thơ bỏ xuống vậy thôi à. Đưa em xuống dạ, nhà vậy. Đưa em vào nhà. Chị đồng ý đưa cho Tiên đi tới nơi và tới chốn là được rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi. Nhưng bữa nay ngày tốt của em ngày vậy? Tốt. Tốt đi có bao ngày nè. Dạ. Thôi được rồi, để coi tao có bấm nút không cái nãy nghe. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Trời ơi, sao tôi hồi hộp quá. Tôi tưởng không đĩa, không lên được chứ. Không có nãy chuối là cái kia không lên rồi. Sao chậm vậy bạn? Em nhấn không vô. Thấy chưa? Tay đi. Đã đồng ý bấm nút là phải chấp nhận hôn với nhau. Trời ơi, ông nắm tay, ông ghi bên đây lại rồi, bên đây ông hịch vô nữa. Trời ơi, ông này ông ghê lắm. Gửi những chiếc vé xem phim. Dạ, em xin cảm ơn. Rồi. Phải hát cho nghe đồ nữa về nha. Về Cà Mau luôn nha. Dạ, dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nam. Rồi. Wow. Thôi đi bạn. Chào anh Linh. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Thông qua một cái hàng rào như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe để cảm nhận về nhau nha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào anh Linh. Chào chị Cát Tường, chào tất cả các vị khán giả ở đây và chào người đẹp ngồi bên bậu rào bên kia. Em tên là Ngô Văn Thiên, tên thường gọi là Hiếu Thiên. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây. Thiên làm gì? Em là quản lý đầu ngành anh, là chủ doanh nghiệp á. À, doanh nghiệp nhưng kinh doanh về gì hả Thiên? Em có công ty riêng, tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên, chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đi nước ngoài như Mỹ, Úc, Canada. Vậy mai mốt làm cho anh visa đi Canada nha. Dạ. Canada giờ làm được 10 năm nên. Dạ. Thiên bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 35 tuổi. Rồi, Thiên 35 tuổi, quê Quảng Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề visa du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh, chào tất cả mọi người và chào anh chàng bên ấy. Em tên là Trần Thị Thùy Trang, em năm nay 29 tuổi. Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ. Hôm nay em rất vui và được gọi là rất là run khi đến đây thử sức mình để kiếm được một người có thể đi cùng mình đến một đoạn đường dài hơn ạ. Em cảm ơn ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ, quê em là ở Gia Lai ạ. Gia Lai, mình vào đây lâu chưa? Em vào đây, nếu tính cả thời gian đi học nữa, em vào đây đã 10 năm. 10 năm rồi? Dạ. Rồi. Trợ lý của Hoa hậu chắc cũng cỡ Hoa Khôi ạ. Dạ, chắc là mẫu hậu đó anh. Em là Trang đúng không? Dạ, bạn muốn chị làm trợ lý cho em được đó. Được đó, dạ. Bên đây là Thiên, là Thiên Trang. Được. Nghe nó hấp dẫn quá nha. Rồi, những cái ưu khuyết điểm của Trang là gì? Dạ, em ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ và rất là hay cười. Em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng. Nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Vậy em hỏi lại cô em là cô ơi, vậy răng em có đen không? Nên là chút nữa nếu như anh có thấy răng đen thì đừng có giận em nha. Còn nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng, em hay quên lắm. Tức là em nói, em làm gì đó xong lúc sau mà không có ai nhắc nhở em là em lại quên. Trời đất, em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa. Rồi không chị, ví dụ như công việc đó thì nó ấy, nhưng mà những cái trong cuộc sống á chị. Như công việc, ví dụ như mà mỗi cái gì đó mà khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị
quên những cái mình cần phải nói, nhưng mà trong công việc thì cái gì em đã chuyên tâm thì em không bao giờ em quên nó. Thậm chí em là kỹ lưỡng lắm, em rất là kỹ luôn. Chứ kỹ là tính lắm. Dạ. Sao mà không kỹ được, dạ, đúng không? Chỉ bản thân em thôi, chỉ dành cho bản thân em thôi, còn đối với công việc là mình phải đúng cái barem của nó chị. Còn cái gì nữa không? Còn cái ưu điểm, khuyết điểm gì nữa không? Còn khuyết điểm của em là em không biết bơi. Em vì không biết bơi nên là cái ưu điểm của em thích đi du lịch, nhưng vì không biết bơi nên em không bao giờ em đi biển. Tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được, em khó chịu lắm. Coi như hồi đó giờ đi du lịch nhiều nhưng mà đi biển là không đi. Không, đi biển vẫn đi nhưng mà nhìn người ta bơi thì nhìn thôi chứ. Thì cảm giác, dạ đúng rồi đó chị. Kiểu như là tại sao người ta mặc đồ bikini đẹp như vậy, mình mặc vô thì giống như cái bánh tét kìa đó. Tự nhiên khúc nào ra khúc đó, xong rồi nhìn người ta bơi mình trời ơi, em nhìn bạn em bơi á, em nhìn mơ bơi em nhở, trời ơi sao mà bà bơi đã gì vậy, tôi muốn bơi. Thế xong mà bữa nào tôi dạy cho. Nhưng mà cuối cùng công việc lu bu rồi hai đứa cũng không có đi học bơi được luôn á. Yeah. Hai chị em tâm sự về bơi bệnh vui quá ha. Yên tâm bên đây có bạn. Không biết là bên đó anh có thể sẵn sàng dạy cho em bơi được không anh? Thiên sẽ tập bơi cho Trang. Trang, mai mốt Thiên sẽ tập bơi cho. Bởi vì căn hộ của Thiên là có hồ bơi sẵn mà mỗi buổi sáng. Đó là điều em mong muốn đó anh, chứ em cũng sợ chết đuối không anh. Yên tâm, căn hộ có hồ bơi có sâu đâu, có 1m2 à. Sao hết. Lắm bên chỗ em bé. Anh nói đến cái chuyện 1m2 thì em mới nhớ em cũng... Em nói đừng có giận em, chứ em ra hồ bơi em toàn ngồi cái hồ bơi con nít đâu mà. Em nói thật, em chỉ có ngồi dưới đó em chơi với cái hồ bơi con nít, em không có biết bơi. Rồi, cái đó là lý do là do em không có người đi cùng, còn sau này em chính có người đi cùng là sẽ có người dẫn em xuống được bơi. Rồi. Dạ. Thiên cũng đâu có biết bơi đâu. Hai người bơi ớt rồi. Ê, bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của Thiên đi. Em thì ưu điểm cũng giống như bạn Trang bên đó, là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Có thể hòa đồng với lại một nhóm bạn mình chưa quen biết, nhưng mà nếu mình đi chơi dã ngoại gì đó với bạn bè thì em có thể hòa đồng và hoạt náo với nhóm bạn đó rất là dễ. Tốt. Dạ. Và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ. Ví dụ em biết pha chế, em biết nấu ăn, em biết ca hát nhảy múa, nếu như ai làm sao thì em bắt chước, em có tài bắt chước cũng hay ha. Cũng hay. Rồi, dạ, chút xíu mình sẽ thể hiện cái đó trước mặt bạn kia nha. Giống như bạn Trang hồi nãy nói thì bạn Trang rất là kỹ tính, sạch sẽ, thì em thích cái điểm đó bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ. Nhưng mà bạn Trang đó là bạn Trang làm thư ký, trợ lý, mai mốt làm trợ lý cho em, nhưng mà đừng có quên bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người nước ngoài và Việt Nam. Quên một con số, một cái chữ thôi là đã mệt rồi. Hôm nay mà quên trả hồ sơ, tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta. Em có tật xấu gì không Thiên? Tật xấu thì cũng có chứ. Tật xấu đâu gì? Có ai hoàn hảo đó anh. Ví dụ? Chắc là nhiều ưu điểm quá cho nên nó nhiều tật xấu kèm theo anh. Ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay càm ràm lại á. Đặc biệt là em gái em. Thật sự em càm trai ràm. Trai tật xấu càm ràm á hả? Không càm ràm, nhưng mà em sẽ nhắc cái vấn đề đó, em sẽ nói cái vấn đề đó là phải làm như vậy đấy. Chứ không phải là... Nhắc đi nhắc lại hoài đúng không? Không, cũng ít anh. 3 lần là cùng rồi. Hai nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy nhẹ, ngáy như tiếng đàn thôi, nhưng mà trời nhiều khi là đàn như tiếng đàn, đàn nó hơi lớn đó. Ngáy như tiếng đàn, không biết đàn gì đây. Đàn tới rinh. Dạ. Còn gì nữa không nè? Dạ. Tật xấu thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói, rồi. Đúng không ạ? Nếu mình nói ra thì khai là tốt hơn em ơi. Đã. Giờ khai tật xấu ra tốt hơn, chứ để nữa tao phát hiện ra nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ mình muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu? Dạ, nếu như được thì anh cứ nói đi anh, còn giả sử như em biết đâu em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh? Thôi thì em cứ soi đi, anh muốn ai đó soi mình cái tật xấu của mình và để mình sửa, và anh là người biết lắng nghe và biết sửa chữa mà. Nhưng mà anh nói thiệt em Thiên nha Thiên. Em cũng thuộc dạng gọi là đẹp trai đấy. Nhưng lý do mà sao mà giờ vẫn còn ế, không đó, tin điều đó. Tôi cũng định hỏi câu đó đó. Nghe cái giọng hai người này tôi thấy ai cũng đẹp trai đẹp gái, lý do tại sao ế là sao? Thật ra là ế không phải là ế chị, mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Đúng rồi đó anh, em đồng ý quan điểm này. Lúc trước thì em cũng có mấy mối tình, nhưng mà sau này bước qua tuổi 30 rồi bắt đầu mối tình tan rã thì bắt đầu em thích cuộc sống tự do độc lập hơn, rồi gia nhập với lại nhóm bạn của em, những người sống độc thân á, gọi là muốn cuộc sống độc thân tự do để thích làm gì mình làm, và lo cho công việc của mình. Thì ở vậy tới già luôn cho khỏe. Không, anh hồi đó phương châm đưa ra là từ 35 tuổi đến 40 tuổi phải lấy vợ anh,
Dạ, bây giờ lấy tới tuổi lấy vợ chưa? Dạ, dạ giờ đến rồi chị. Nãy em có nói với lại chương trình là nhớ tìm cho em sớm sớm á. Chứ để mấy tháng nay mất ngủ hoài không biết lý do tại sao. Nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Còn mấy cái mối mà stand by thì... Mối mới nhất đây là... Chắc nhiều không anh? Mối tình mới nhất đây nè, là bao lâu? À, cách đây thì 3 năm anh. 3 năm. Dạ. Chia tay 3 năm rồi. Dạ. Rồi, hơn 3 năm rồi đó. Ừ. Mối tình nó mấy năm mà chia tay? Cũng 3 năm. Ồ. Trời. Dạ. Vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả? Đó là nhược điểm của em đó. Nhược điểm của em là ví dụ như chia tay ai rồi em là người tiếp người sống tình cảm. Nhưng mà lý do gì quen 3 năm là cũng lâu mà. Bạn em lấy chồng nước ngoài chị. À, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả? Dạ, hồi đó là bạn đó có quen trước rồi, có kiểu như là gia đình có hứa hẹn với nhau rồi. À. Xong đó là quen với em thời gian thì nhưng mà cũng bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư sau này nên lo cho gia đình nữa. À, rồi sang ngang. Dạ, bạn ấy lấy chồng trước dạ. Trước em ha? Không, người ta lập gia đình trước em chứ không phải lấy chồng trước em. Nói chung là nhìn em thấy hồng nhan bạc phận quá. Rồi vậy đúng rồi đó anh. Bên này mình thì sao, em bao nhiêu mối tình rồi? Em nói mọi người sẽ chắc là cười em, đó là em chưa trải qua mối tình nào. Cái gì? Em biết là em cái câu nói này, nếu nói câu nói này thì chắc ai cũng bất ngờ, vì ai nói em không, chàng chắc là con chứ không phải nhiều thằng nó theo lắm. Em bảo chứ không, con không có ai theo mấy con ế, nói chung thị nở còn có chí phèo chứ con không có ai hết á, con còn xấu hơn thị nở. Thế xong rồi họ bảo là em khó, nhưng mà rồi em ngồi nhiều lần em họ nói nhiều quá thì em ngồi suy nghĩ lại bản thân mình tại sao như vậy. Thì em mới suy ra là bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Tức là khi mà yêu ai đó, cũng như anh đã nói, tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ. Thì khi dành hết tình cảm cho họ, nếu một ngày đẹp trời nào đó tự chúng ta tìm ra những cái khuyết điểm của chúng ta, thì ví dụ như bản thân mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là cô gái này không hợp với bản thân mình, thì tự nhiên anh ấy sẽ nói là thôi chúng ta không hợp, ta chia tay. Thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ. Đúng cái sự sai của em đó. Thì khi mà cái cảm giác cô đơn đó thì em làm thôi, thà sai rồi, em bậy rồi, nên là em mới ế đến giờ đó chị. Cái cảm giác cô đơn á nó ghê gớm thiệt. Dạ, nhưng mà rồi. Cái cảm giác khi yêu á nó sung sướng lắm. Em mà đã phí gần nửa đời người rồi. Dạ. Hôm nay phải yêu cho lẹ, tại dạ. vì mình có yêu rồi, dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống, nó thêm kinh nghiệm. Còn bây giờ trời ơi, 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào, một cô gái xinh đẹp như vậy nó phí vô cùng luôn. Và cái câu nói này là em cũng rất là cảm ơn người bạn của em, đó là bạn Đình Nguyên, tức là bữa đó sinh nhật em thì ngồi giống như cả một group đang ngồi chơi với nhau, uống cà phê với nhau, thì Nguyên nói, Trang, tôi hỏi thiệt bà này, bà có người tình nào chưa vậy? Em bảo là ta chưa có người tình. Thiệt đúng đó bà, thiệt. Xong bà chứ, chứ xong bạn ấy ngồi bạn ấy khai thác em, bà ấy là phóng viên, bà ấy ngồi khai thác em hết, em ngồi em khai hết, em tính em thật thà lắm, có sao em nói vậy, khai thác hết, về tự đi điền danh sách vô, tự nộp cho chương trình, đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn, là một cái tờ giấy, tao đã đăng ký xong rồi. Mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi, còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi. Sao mà chứ, ủa mày biết gì về tao mà mày đăng ký? Nó bảo chứ, tao khai rồi, tao khai rồi thì tao đăng ký thôi. Thế xong rồi em, sao bảo chứ tao phải để cho mày có một mối tình cho mày đau khổ, để hoặc là cho mày sung sướng, chứ mày cứ như vậy hoài thì không được rồi. Thế là bạn ấy lên, bạn ấy đăng ký cho em, nó thiệt luôn á, là ngày hôm nay có mặt đây là nhờ bạn. Nên là bạn nói là hai chị em kêu cà phê uống tâm sự tới sáng luôn. Nên là em vẫn hy vọng là nếu như anh quen em lâu dài thì có thể là đừng để phải bỏ rơi em là được. Sao? Chờ anh. Tâm sự ha, kêu cà phê tới sáng không? Dạ được anh. Tâm sự ha. Luôn đi anh. Ha, anh nói em nghe, 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra, coi là giới tính coi sao. Có ai hỏi em gì không? Có anh. Thấy chưa? Dễ thương ha, nhưng mà tính của em á cũng cá tính lắm ha. Dạ đúng. Nhìn rồi anh. Nhìn ra vẻ xinh lắm hả? Hơi một chút xíu đàn ông. Xinh lắm hả? Xinh. Xinh hả? Dễ đẹp. Thương. Tiêu chí của em là phải trắng đẹp và thơm. Trắng đẹp và thơm. Anh ơi, mẹ em chưa xịt nước hoa. Xinh thì có nhưng mà thơm thì em chưa thấy. Để em lấy đẹp nước hoa. Chúc em cảm nhận nha. Chúc em phải ngửi thử đúng không? Đúng anh rồi. Ơi, dạ. Em là có một cái đam mê, đó là đam mê nước hoa. Anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha. Anh thích đó. Anh thích. Người ta muốn thơm từ chất lượng chứ phải thơm từ cái dầu thơm nào khác đúng không? Còn cũng được anh, chứ còn đừng có thơm mà cái gì. Bây giờ anh hỏi em nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Đầu tiên em muốn tìm một người đàn ông, trong trước tiên là phải thương em, hiểu cho hoàn cảnh của em, và cái thứ hai nữa là
không hói, không hút thuốc. Ủa, đang nói anh hả? Anh không, em không nói anh đâu. Nói thật anh là người mẫu người đàn ông mà em thích đó anh ạ. Vậy hả? Dạ, anh không có hói, đối với em anh như vậy là không có hói đâu ạ. Vậy là anh có hói không? Dạ. Anh có hói không? Dạ không anh, anh đẹp rất là đẹp trai luôn. Ồ, dễ thương quá. Và em mới phát hiện là em không thích một điểm mà với lại anh nói có dính đó. Nói lại đi em. Anh ngủ ngáy ạ. Không, ngáy vừa chứ không phải ngáy to đâu. Ngáy như tiếng đàn vậy đấy. Tiếng đàn mà tiếng đàn ta lư á. Rồi không thích gì nữa? Em không thích trai để tóc hai mái ấy. Ủa sao gì hả? Hôm nay nó không có mái nào. Không có mái nào luôn. Mà hai mái cũng không anh chị bình thường. Cô khó chịu quá, ta mấy mái kệ người ta. Miễn ta đẹp, ta thương cô được rồi. Còn hai mái, ba mái chi nữa? Không, em bị dị ứng anh. Dị ứng em, hả? Em nhìn vô tự dưng em không có thiện cảm mà. Cái gì người ta gọi là nhìn mặt mà bắt hình dung, cái ấn tượng ban đầu vẫn quan trọng nhất đó anh. Bây giờ đưa ra những gì đó anh này không có hết trơn á. Chị dạ, hai mái là em sợ. Em sừng ngã rẽ hai đôi đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi đó. Thôi được anh, dạ. Ở đây là đẹp trai nha. Dạ. Xin thông báo là đây đẹp trai nha. Dễ thương nha. Từ tỏa năng. Bên kia cũng dễ thương nha. Đẹp gái nha, dạ, anh thấy ơi, ổn á. Đẹp trai dữ vậy trời. Chị ơi, chị nhìn kỹ kỹ nha chị. Trang nói sợ yêu à, người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ đúng không? Khổ đúng không? Bình thường là em chịu khổ sau 28 năm rồi, giờ em muốn tha chịu khổ. Lanh quá, hai người này thiệt lanh dễ sợ. Nghĩ chắc MC đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá. Dạ, lần đầu tiên thì phạm chị Cát Tường đẹp quá. Nè chút mở rào ra anh kêu cái lẩu cho hai đứa ngồi ăn lẩu nói chuyện luôn. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Ngộ ghê ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn á trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ Sài Gòn mà mối tình đầu là hơi hiếm á chị. Bây giờ đó. Nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được. Được là em có fan ở dưới là ha, được là phải quất liền á chị. Thôi. Liền là bao lâu? Dạ. Hỏi đâu ra quất liền vậy? Hợp hỏi... nhau à, hợp nhau là mừng tới à. Mừng bao cái lâu gì? Cũng được, bạn đó thích ví dụ như hợp nhau à, cảm thấy yêu thương nhau 6 tháng, 7 tháng gì cũng được. Còn mọi thứ thì không cần lo nhiều. Rồi. Em chỉ cần yêu anh, còn mọi thứ để anh lo. Nghe thấy ngọt quá anh vậy anh. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? À, phụ nữ em không thích là à, bài hài. Trời, nghe từ bài hài ghê. Có nữ, không? Bài hài. Phụ nữ nào bài hài dữ vậy? Có gì nữa? À, có anh. Ví dụ anh thích người phụ nữ phải ở nhà, người ta nói ở nhà là như con sen đúng không chị? Phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc, ra đường thì như bà hoàng. Lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường hay đi ngủ anh? Chứ nhiều người lên giường càm ràm em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Nghe được. Chuyện giường chiếu rồi. Dí dỏm hài hước lắm. Điều gì em ghét nhất ở đối phương? Ghét đối phương rồi chị? Ừ, thì em nói rồi đó, tức là đừng có bài hài. Thôi đừng bài hài, không có ai mà bài hài hết. Ghét đối phương là đừng nhiều chuyện. À. Chuyện nhiều có thể kể em nghe, em có thể lắng nghe hết được. Ngồi lê đôi mắt cho bà tám hay là đôi mắt thì không được. Hoặc là nói chuyện gia đình của mình cho người khác nghe, hoặc là nói chuyện của gia đình người khác này kia thì em không thích. Rồi bây giờ là sống, nếu mà lấy nhau về thì mình sống ở đâu, sống với ai? Có làm dâu không? Dạ không. Sống với em. À. Lấy nhau về thì sống với em mà yên tâm, em có căn hộ riêng. À. Căn hộ cao cấp. Ủa vậy quê, ba mẹ mình ở đâu? Ba mẹ ở quê chị, Quảng Nam, Đà Nẵng. À, là mình lập nghiệp trong này chứ không có ý định về quê đúng không? Đúng rồi, em lập nghiệp hết trong này rồi, chuyển hết hộ khẩu vô đây rồi. À. Coi như là mất gốc rồi. Bảy người còn gốc, người sao mà mất gốc được? Mất gốc là cũng có thể mất vợ đó. À, mất vợ thì không chị, nếu yêu thương thì phải giữ lấy nhau chứ. Thôi, bây giờ thế này, lý rồi đó. Chúng ta tham khảo người thân coi sao nha. Tình hình là em trai đi với ai? Em đi với lại bạn thân, với lại em gái. Em ruột á hả? Dạ. Để nghe ý kiến em ruột trước cái coi. Em ruột thấy chị dâu tương lai sao đây? Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. À. Dạ em chào chị ạ. À. Chào em. Dạ em thấy chị gái bên này rất là xinh ạ. À. Em thấy cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia, là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ. Anh là người rất là kỹ tính, về những cái vấn đề nhà cửa phải là sạch sẽ gọn gàng anh mới chịu, còn không là anh sẽ nhắc đi nhắc lại với em về vấn đề đó. À. Nhưng mà em chịu không? Em chịu chị dâu tương lai không? Dạ em chịu ạ. À. Nhìn chắc chị rất là dễ thương à. Dạ. Rồi, vậy là tốt rồi. Đâu, bạn thân nào đâu? Thân ai lo hả? À, dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là tên Nguyễn Gia Huệ. Em là bạn thân của Thiên. Thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại, rất là tốt tính,
nói chung là một người đàn ông hoàn hảo như bạn ấy. Chắc là có ít cái duyên của bạn ấy, người ta nói là cái duyên nó chưa có tới, chứ bạn theo mình thì bạn là một người đàn ông rất là hoàn hảo và là người đàn ông tốt. Còn bạn gái kế bên á thì cũng rất là xinh nhưng mà nói hơi nhiều. Bạn Thiên cũng nói rất là nhiều nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha, lúc nào cũng vui vẻ ha, gia đình vui vẻ, thì em thấy hai bạn rất là hợp. Về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau, người ta nói là có duyên phu thê đó chị Cát Tường. Phu thê đó. Dạ, em thấy là bạn này hai bạn rất là phù hợp với nhau. Hồi nãy chị nói rồi, hai bạn này nói là không cần MC luôn đó. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn. Hôm nay mình đi với ai cưng? Dạ em đi với những người bạn thân thiết nhất của em. Cũng là những người bạn thân thiết. Và trong đó có người mà đi đăng ký đó chị. À, đâu, cô nào đi đăng ký, ai đi đăng ký? Vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó. Thấy dạ, vậy là vô tình mà chúng ta gặp nhau phải không anh? Đúng rồi. Rồi nói đi em. Nói đại đi em, nói đi. Em chào anh. Đó, được em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì em là bạn thân của Trang, cũng làm cùng một team với nhau. Thì em là người cũng là người đăng ký cho Trang tham gia cái chương trình này. À, tại vì chơi với nhau thì cũng lâu, cũng rất là thân và hiểu tính nhau. Thì em xin nói sơ về bạn Trang thì Trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt. Và một mẫu người là thiên về gia đình. Là khi mà đi trong ekip á, là Trang là người lo cho tất cả mọi người trong ekip. Từ trang phục, ăn uống cực kỳ chu đáo. Và đó là một trong những là tính tốt của Trang. Vì nấu nướng hay là về mọi mặt thì Trang là đều làm được hết. Wow. Nên vì cái tính là hay lo cho người khác, cái muốn cho người khác chu toàn hết mọi thứ, nên không có mà thời gian hay là suy nghĩ gì cho bản thân về chuyện tình cảm. Nên vì vậy là chắc là 28 năm Trang vẫn là FA. Em thấy anh này thế nào theo đánh giá của em? Theo đánh giá của em thì về bạn bên đây thì em thấy thì cũng sáng sủa đẹp trai, công việc thì cũng ổn định. Nhưng mà có một cái là vì đẹp trai quá nên cũng tới lo cho Trang. Ai cũng nói đẹp trai thì nhiều người theo ve vẳng bên mà tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn độc thân thì đó là cái dấu, cũng là cái dấu chấm hỏi. Độc thân chứ không phải ế. Độc thân là giống như anh Linh nói là nãy là mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh. Cứ như là thả thính ai thì người ta cũng không dám sợ, đúng không? Phải lo đúng không? Dạ. Chỉ kiểu vậy, hoặc là có nhiều bạn nữ nhận thính mình cuối cùng là mình không hợp. nhưng tóm lại là được đó Trang, Trang chọn đi Trang. Ok, chị nói rồi, có đau khổ hay có hạnh phúc gì nó cũng phải trải nghiệm cái tình yêu chứ, để không có tình yêu là buồn lắm. Có cái tình yêu buồn lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt rồi đó, hai người chứng minh như gì với nhau đi, coi có hợp với nhau hay không. Kéo ra quyết định bấm nút hay không nha. Kéo làm kéo hàng rào. Chào Trang. Dạ chào anh. Tặng cho Trang cái bó hoa. Thường là người ta tặng 9 bông hoặc là 99 bông, nhưng mà cái này là anh tặng 10 bông, là như là điểm 10 dành cho em luôn. Chứ không phải trăm năm hạnh phúc rồi anh. Dạ em tặng cho anh cái câu trăm năm hạnh phúc là để mọi người ở đây chúc mình. À, còn em tặng anh 4 bức tượng. Anh có thể lấy ra xem từng bức tượng. Wow. Về 4 bức tượng này nó có một ý nghĩa khác nhau, đó là sự vô tư, tim tai không nghe, mắt không thấy, miệng không nói và sử dụng đầu óc và trái tim để cảm nhận về em. Cảm ơn em, nhà anh có 3 bức như vậy. Dạ, vô tình lại đúng không anh? Đúng rồi. Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào. Giống em út, giống bà. Không dữ vậy. Rồi nó hát hò gì tặng bạn gái đi em. Không nghe, không thấy, không nhìn với là chuyện người khác thôi. Còn anh luôn. Nhưng mà nghe, đối với em là em sử dụng cái từ cuối cùng đó anh. Tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận cảm về nhận em. Em đó. Đúng rồi, không được nghe người khác nói gì. Hãy nghe trái tim của anh và đầu óc của anh để nói về em. Cảm ơn anh. Rồi bắt tay nữa ha. Làm như đối tác vậy đó. Rồi bây giờ em muốn chứng minh gì, em hát hò gì, em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi. Hát hình. Em có một cái khuyết điểm nữa là em ít có khi nhớ bài hát đó nha. Yeah. Cho nên là em nếu mà em quên khúc đầu thì em chơi khúc cuối, hoặc là em hát khúc đầu mà quên khúc giữa thì quất khúc cuối ha. Dạ rồi. Thường là em thích nhạc của ai? Anh là hát bolero. Ồ, anh có thể hát những gì anh thích ạ. Chứ còn đối với em thì hầu như nhạc nào em cũng nghe được. Do là có bài này ngày xưa có người bạn thích
cho nên anh cũng thích hát bài này, bởi vì mấy bài kia thì nhiều khi là quên lời, cho nên anh thích ngâm thơ chứ ha. Dạ. Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ đây vui với đời sương gió, vui với rượu nồng, với chính tôi. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu, tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa bạn gái em đi lấy chồng hát. Trời, người ta chưa có một mối tình nào hết trơn á, chị thấy anh đâu có. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên đi, chia tay chứ. Đúng rồi, cái bài đó là hồi nãy em nói là mối tình em đốt phong long. Đốt phong long. Đây, em, thôi bỏ qua. Có cái gì nó vui hơn không? Dạ, dạ, vô, vô. Thôi, giờ hai đứa nhảy bài cho vui vui nào. Em quất lại câu này cho nó dễ. Câu gì? Em gỡ điểm lại nè. Được không? Được. Em sẽ cho cơ hội đúng không em? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tóc xòa bên em thấm ướt. Đó, được cho anh, quên rồi. Mới sáng mà bác anh hát rồi. Thôi không được rồi. Thôi giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi. Hai đứa nhảy nhau, nhảy đoạn này. Là em vui nhảy đúng không? Cho nó hợp lý coi. Dạ, em có thể nhảy được một chút xíu, nhưng em nói trước em đạo cá vàng, em quên thì phải kép phỉ, phải dìu em đó nha. Mày nhảy điệu gì? Cha 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 đi cho dễ nhảy ha. Cha 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 luôn. Âm nhạc. Dìu hai bạn này luôn. Em bước trước hả? Anh bước trước dạ. Anh bước trước. Anh bước trước hả? Bỏ lâu rồi không biết chứ vô được nha. Em một sống vô. Hả? Vô nha. Vô. 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 Đúng rồi. Em bị sai bước rồi. Em bị quên bước cậu ơi. Hãy solo. Thôi 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 thôi. Dừng lại đi. Nhảy như này cho tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn em. Về chỗ, bắt tay chỗ. Nữa. Làm như đối tác đi, bắt tay chẳng là ghế ngồi. Thôi giờ em hồi hộp á. Nãy giờ mình giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Đó, nãy giờ các bạn nói chuyện, các bạn giao lưu với nhau, các bạn nhảy với nhau, hát nhau nghe. Và bắt đầu cảm nhận về nhau thế nào mà hai bạn? Thì cảm nhận về thì thấy Trang dễ thương, xinh, hay cười, giống em, giống là hoặc bác có thể hòa đồng. Như Trang hồi nãy nói là không biết bơi, anh có thể tập em bơi. Dạ, em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy. Tập bơi hoặc là em thích đi du lịch không? Dạ, em rất là thích đi du lịch. Thậm chí là những chuyến du lịch của với các bạn là do tự em tổ chức, tự em lên barem hết. Mấy bạn chỉ cần là vác vali đi và chuyển tài khoản để em book mọi thứ rồi. Anh là xuất thân từ du lịch mà, và anh rất là thích du lịch. Và anh thích du lịch trong nước là anh đi cũng gần hết rồi. Yeah. Và anh đi du lịch nước ngoài cũng rất là nhiều. Nếu em thích du lịch thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch. À, điều em đang muốn rồi. Em đã có một ước mơ là cái sự đặt mục tiêu của em là... em đặt mục tiêu cho mình là năm 23 tuổi là tốt nghiệp xong, thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi, đi du lịch, làm những gì mình thích, đến năm 27 tuổi cưới. Thì cuối cùng là em bị chạch đường ray quá nhiều nên hôm nay em phải đến đây, và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch, vì em có một người dì và mỗi một người dượng em cảm giác tình yêu của họ rất là tốt. Đó là dượng em nói với dì em một câu nói này nè: dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tức là cái điều đó là em bảo là em cũng muốn có một người có thể dẫn em đi chơi. Tức là khi có con cái thì phải lo cho con cái xong xuôi hết. Hai vợ chồng, chỉ có hai vợ chồng thôi, còn lại không cần điều gì khác. Đó là em nói thật.
Anh cũng vậy đó, anh cũng thích gia đình. Nhiều khi đi ra đi làm bon chen với lại xã hội mấy năm rồi, giờ ba hồi trước anh cũng giống như em đó, là cái đưa ra cái mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ, nhưng bây giờ bước qua gần 36 rồi cho nên cũng lố một năm rồi đó, cho nên là gia đình cũng hối rất là nhiều. Và anh cũng thích gia đình là về sau đó là đi làm về có gia đình nó sẽ ngắm hơn. Và anh cũng thích đi du lịch, giống như mấy bạn đã rủ, anh cũng có nhóm bạn thường rủ nhau đi du lịch và cầm ba lô lên là đi tất cả các nước, đi mình tự đi, tự book khách sạn, tự tự lên trên Google mình tra địa điểm và mình đi. Thôi được rồi, bỏ chuyện du lịch đi, mình cho tình yêu đi, định hướng tương lai, kế hoạch của hai bạn rồi hẹn hò như thế nào, kế hoạch em, sau này như thế nào. Cho em hỏi một chút xíu, đó là như công việc của anh á, thì nếu như anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh? Thực ra là công việc của anh là về visa xuất nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đi nước ngoài. Cho nên là cái đó là anh làm lâu rồi thì nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt, bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn, đúng không? Nhưng mà để cuộc sống hiện đại mà thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với người chồng của mình để góp công góp sức, chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không. Bởi vì thứ nhất là vợ mình sẽ buồn đi, sợ buồn và không đi ra ngoài giao tiếp, không có hoạt náo ở ngoài thì và ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán, sẽ dễ bị stress. Tại do vì nói là em cũng có học thêm một ngành dược, và tính của em á là em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng, người chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau bằng vấn đề là em làm dược, em có quầy thì em ở nhà em vừa chăm sóc gia đình được, vừa có thể làm ra đồng tiền của em sử dụng, còn chồng của em thì có thể đi làm những gì người ta thích. Nhưng cái quan trọng nhất là không biết đủ cái gọi là sao ta, tức là có những người chồng mà bạn em biết đó, là có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm, tại vì cảm giác là đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ kia thì nó không ấy. Anh thì không có nghĩ lại như vậy, nếu như những gì của mình là của mình không ai giành được, mà người vợ ở nhà thì mới là nguy hiểm hơn á. Ở nhà không thì vợ sẽ lên Facebook lướt lên đó rồi, hay là Google có thể chat nói chuyện. Đôi khi buồn chán là thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện khác, người ta nói chuyện ngày này người ta lại càng ấy. Còn nếu như người ta đi làm thì người ta sẽ quên hết, lo công việc cơ quan xong người ta về nhà thì người ta không còn thời gian nữa, bởi vì người ta chỉ lo cho gia đình thôi. Và anh rất là quý những người phụ nữ nào mà sống độc lập và có nghị lực sống, mà nghĩ là mình có thể lo cho mình được và gia đình được, là anh rất là thích cái đó. Chúng ta quan điểm thế nào về con cái, con trai con gái gì đó? Theo em thì em thích con trai con gái, anh là anh thích có con trai. Em biết, nói chung là đây là hơi đó sao ta, dân quảng dân em không phải gom chung, nhưng em cảm nhận là hỏi anh chút xíu là anh có gia trưởng không ạ? Chắc có chút xíu hơn. Rồi em hiểu điều đó. Thì con trai con gái đối với em không quan trọng, vì dù gì nó cũng là con, nó cũng là máu mủ ruột già của mình thôi. Thì em nghĩ là con trai con gái con trẻ không quan trọng đối với em, nên là sao cũng được. Nhưng mà anh thích con trai thì đối với em bình thường. Thì ra, có con trai thì con trai, chẳng lẽ giờ có con gái thì chẳng lẽ bỏ con gái thì đâu có con trai anh. Trời cho. Đúng rồi. Chứ giờ sao về trời cho mà có con là vui rồi. Nhưng mà thích con trai là để mình dẫn đi chơi, có thể đi chơi với em. Thế em nghĩ chứ thường thường đàn ông thì thường thường thích con gái hơn nha anh, vì con gái là mối tình kiếp trước của người đàn ông này. Thường anh người ta nói đúng. Anh hai đứa, hai người tình luôn hai. Nên là nếu như em thật sự em không quan điểm đó, thì nếu như giả sử sinh con gái thì anh cũng vui mà, đúng không? Đúng rồi. Và kế hoạch hẹn hò của mình như thế nào nè? Cho em hỏi chứ, anh ở chung cư thì anh ở khu nào vậy? Anh quận ở Thảo Điền. Thảo Điền quận 2. Chắc qua xa nhà em hơi xa rồi. Em ở đâu? Dạ em ở bên Hóc Môn. Em đang ở trọ, tại vì em ở đó quen rồi nên em không muốn chuyển. Nhưng mà hơi mai xa. Nếu mai mốt em chuyển về Thảo Điền thì em có chuyển không? Sức giá tông phu anh. Bởi vì khu đó nó sẽ mát mẻ hơn. Dạ. Còn em làm ở đâu? Em thì em làm với Mơ bên quận 7. Quận 7 hả? Dạ. Đi xa nha. Dạ. Thật ra Mơ cũng mấy lần đề nghị em chuyển qua gần, thậm chí là ở chung với Mơ, nhưng mà em giống như tính em cũng hơi độc lập á, em vẫn thích là có gì đó, có phòng trọ riêng, có những cái thứ của mình riêng, em vẫn thích hơn, nên là em ở đó từ suốt, em không có chuyển. Em bảo nếu như có nhà thì em mới chuyển, còn không thì em cứ đó.
Vậy sắp tới anh sẽ về chung cư ở bên quận 4 rồi. Dạ. Chung cư cao cấp bên quận 4 là ở Bến Văn Đồn. Thì mới mốt là em đi làm sẽ gần hơn. Dạ đúng rồi anh. Em là ở Gia Lai hả? Dạ. Gia Lai là... Gia Lai Kon Tum. Kon Tum, cà phê điều đồ nhiều đúng không? Dạ. Anh... Ở nhà em thì trồng cà phê nhỉ, không có trồng điều. Anh rất là thích nhà bạn gái mà có giường tược nhiều á. Dạ, anh yên tâm đi, em cũng có cái vườn, anh muốn về anh làm gì đó, anh làm cho em đang bị trống. Rồi, đó là ước mơ của anh, ví dụ sau này anh làm dư giả về nhiều quê. Bây là... giờ nói về cảm nhận, mọi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận về đối phương, cảm nhận cái cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Mình nói với người bạn ấy rồi mình quyết định có bấm nút hay không. Thì cảm nhận của em là gặp Trang, thứ nhất là giống em, tức là có thể là hòa đồng, có thể tâm sự. Tức là người gần gũi. Trang có thể giống như em là gặp bạn, có thể mình tâm sự, giao tiếp, có thể giúp đỡ người khác. Và thứ hai nữa là chắc em thích màu trắng đúng không? Hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết. Có chị Cát Tường nữa. Tự nhiên có tôi vô đó làm chi nữa. Tôi làm chứng. Cho nên là với lại dáng của em đẹp, anh thích những người có da có thịt. Và nhìn em dễ thương, tình cảm. Bởi vì nói vui, tuy là em nói cười vui nhưng mà em sống nội tâm. Ánh mắt của em sống nội tâm, tình cảm. Còn đối với anh, em cảm nhận một sự chín chắn, chững chạc của một người đàn ông. Và hơi có một chút gì đó men lì. Anh thề là vui tính. Nhiều khi đi còn chơi vui tính cảm nhận đi anh. Chứ mình nói nữa là anh Nguyễn Linh chỉ có từ đi xuống luôn là mình làm MC. Hết rồi nha. Đã trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Để tao rút bấm đây. Đi bạn Thiên. Bên đây trái à. Sau một thời gian trò chuyện vui. Sao có em hồi hộp em rung. Cảm nhận có. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại các bạn. Kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không. Kiểm tra xem bên kia có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không. Có phải là con người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời hay không. Bấm nút là trao duyên với nhau. Mà trao duyên không có lấy lại được nha. Nào chúng ta chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị? Tay nắm chặt ha. Nụ cười rất là tươi, giống như bạn gái này nói đúng đó. Hình như có gương mặt phu thê thì phải. Một nụ hôn đi nào, để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đây. Quý vị thấy đó, họ ở chung một cái thành phố, họ làm trong môi trường nghệ thuật, cũng gặp nhau đâu đó cũng nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Ngày đầu tiên họ đến đây, gần như cái duyên nó kết gần cái phận rồi quý vị ha. Thấy hai nụ cười đó, chúng tôi thấy hạnh phúc làm sao ấy. Mong rằng họ sẽ sớm gửi thiệp cưới cho chúng tôi.